Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghiện Khám Phá. Các bạn ơi, các bạn biết gì về loài voi nè? Comment chia sẻ với tôi vài điều đi nhá. Các bạn biết không, trong thế giới tự nhiên hoang dã, voi được coi là loài to lớn nhất trên cạn, sở hữu nhiều vũ khí có thể nguy hiểm đến tính mạng cho những kẻ săn mồi táo tợn nhất. Tuy nhiên thì, dù kích thước khổng lồ, voi cũng không phải là loài bất khả chiến bại nha, và chúng cũng có thể bị giết chết bất cứ lúc nào bởi những loài vật đầy sức mạnh và liều lĩnh khác. Vậy thì các bạn có tò mò về những loài động vật này không? Ngay bây giờ cùng tụi mình khám phá ngay 10 loài động vật có thể giết chết một chú voi dễ dàng ngay và luôn nha. Thứ hai, sư tử. Trong thiên nhiên hoang dã, sư tử rất ít khi săn giết voi để làm thức ăn, bởi vì chúng cũng e dè loài động vật lớn trên cạn này mà. Tuy nhiên, khi vào mùa khô, nguồn thức ăn trở nên khan hiếm, sư tử vẫn cứ bất chấp nguy hiểm để đi săn voi. Tất nhiên rồi, chúng cũng không ngu gì điên mình, thường đi thành bầy đàn từ 10 đến 30 con để dễ dàng hạ gục con voi khổng lồ chứ. Sư tử sở hữu một bộ hàm cực kỳ khỏe và nhọn nha. Chúng thường rình rập nè, quan sát con mồi trong vài phút trước khi tấn công. Mặc dù có lợi thế về số lượng áp đảo thiệt, thế nhưng mà để giết một chú voi rừng đàn sư tử cũng đâu có hề dễ dàng gì đâu. Chúng thường thay nhau liên tiếp vồ vào con mồi, dùng vuốt để mà cào cấu, sau đó là gì, cắn xé cho đến khi con mồi hoàn toàn kiệt sức vì chống trả quyết liệt. Qua vài giờ tham chiến vất vả như vậy, bầy sư tử cuối cùng cũng hạ gục chú voi rừng để có bữa tối thịnh soạn. Tiếp theo nha, cùng đến với một loài vật rất kiêu ngạo và táo tợn luôn các bạn ơi, đoán được không? Thứ ba, hà mã. Vâng, trong nhóm các loài thú hoang dã lớn ở châu Phi, loài động vật nguy hiểm nhất, bất thường và khó nắm bắt được tính cách nhất chính là con hà mã. Có thể thấy nha, hà mã có rất là nhiều điểm tương đồng với hình ảnh của một tay võ biền thời phong kiến. Với thân hình to lớn, cơ thể đạt chiều dài 3.3-5m, cao tới 1.6m nha, lớp da dày ngang với áo giáp luôn. Hà mã là loài chỉ ăn cỏ, nhưng mà chúng cũng sở hữu những cú cắn rất mạnh mẽ trong vương quốc động vật. Đặc biệt nữa là hà mã đích thị là những kẻ bắt nạt cực kỳ xấu tính và cáu bẩn nha mọi người. Chúng hay kích động và nổi quạo bất cứ lúc nào mà không cần biết lý do là cái gì luôn. Đấy, đi kèm sức mạnh to lớn là cái sự không có đầu óc của hà mã. Và một cái câu nói mà thích hợp nhất để mô tả về cái loài này đó chính là đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Nghe hơi nặng nhưng mà thế, đã có rất là nhiều những trận chiến dở khóc dở cười xảy ra bởi cái tính sốc nổi của hà mã đấy các bạn. Bình thường á, chúng mang cái dáng lù đù, chậm chạp. Thế nhưng mà lúc mà tụi nó nóng giận nha, mất kiểm soát mà xem, hà mã có thể hạ gục được bất cứ loài vật to lớn nào luôn, kể cả là voi rừng khổng lồ luôn. Khi một con voi rừng dám ngâm mình trong đầm lầy của hà mã thì sẽ nhận cái kết đắng cực kỳ. Nếu sau một loạt cảnh cáo đe dọa mà kẻ đột nhập không chịu đi đi nha, thì con hà mã sẵn sàng chiến đấu tới bến luôn các bạn ạ. Vũ khí đáng sợ nhất của hà mã là lực cắn mạnh, có thể tấn công hoặc là nghiền nát xương của những con voi thành tro bụi. Ủa lỡ như phải hứng chịu cơn thịnh nộ của loài hà mã thì cho dù á những chú voi có to xác đến mấy cũng chỉ còn cái nịch mà thôi. Tiếp theo nha, cùng tôi xem loài mèo lớn của đồng cỏ để xem tụi nó hạ gục voi như thế nào nhé. Thứ tư,
rắn hổ mang. Để chúng ta đều biết rồi, rắn hổ mang là loài độc nhất thế giới, nhưng chính xác thì độc như thế nào? Rắn hổ mang chúa thuộc họ Elapidae, phân bố chủ yếu trong các vùng rừng nhiệt đới, trải dài từ Ấn Độ đến Đông Nam Á. Đây là loài rắn độc dài nhất thế giới, tối đa ghi nhận là 7 mét. Rắn hổ mang là đánh giá loài nguy hiểm nhất, đáng sợ nhất trong phạm vi sinh sống của chúng nha. Và đáng sợ nhất các bạn biết là gì không? Rắn hổ mang chúa có thể phun tối đa tới 7 ml nọc độc, thừa sức giết chết một con voi rừng châu Phi chỉ trong vòng có vài giờ. 20 người đàn ông trưởng thành trong ít phút mà thôi đấy, ghê chưa? Không cần chiến đấu mất sức gì hết trơn á, chỉ cần hả tung mình phun độc là rắn hổ mang đã hạ gục được chú voi nặng đến hàng tấn rồi, quá đáng sợ các bạn ha. Với cái khả năng tiêu diệt như thế này, quả là không ngoa khi nói rằng rắn hổ mang thực sự là chúa của những loài bò sát các bạn ha. Rồi tiếp theo cùng tôi đến với một loài vật có chiếc sừng đáng sợ chọc thủng bụng con voi luôn này. Thứ 6, tê giác. Các bạn thân mến, sức mạnh của voi và tê giác có thể coi là kẻ 8 lạng người nửa cân khi voi có trọng lượng là 4.000 kg, còn tê giác nặng hơn 2 tấn. Tê giác cũng là loài mãnh thú to lớn đầy sức mạnh. Nét nổi bật của tê giác là lớp da bảo vệ của chúng được tạo thành từ các lớp chất keo với độ dày như một bộ áo giáp, nhất là chiếc sừng mọc trên mũi rất độc đáo luôn. Chiếc sừng làm tăng sức mạnh cho tê giác trong những trận chiến. Cả hai loài vật voi và tê giác không thường chiến đấu với nhau đâu, nhưng một khi đã đánh thì nó phải cực kỳ là ác liệt và căng đét nha. Với tốc độ 31 km/h, tê giác sẽ lao vào phía con voi, đâm bổ chiếc sừng sắc bén của mình vào cơ thể đối thủ, làm voi bị thương và đau đớn. Nếu như tê giác đâm chiếc sừng vào bụng, điểm mềm yếu nhất của loài voi, thì gần như cơ hội sống sót của voi là con số 0 các bạn à. Đấy, mặc dù là nhỏ con hơn loài voi thiệt, nhưng mà tê giác biết cách sử dụng chiến thuật tốt hơn nhiều nha. Đó cũng chính là lý do mà những chú voi rất ngại chạm mặt với tê giác. Cái sừng thấy kia thì loài nào mà nó chả sợ, đúng không? Tiếp theo, một loài vật mà các bạn không thể nào ngờ được luôn nè, chắc chắn, xem nhá. Thứ 7, linh cẩu. Trong vương quốc động vật, linh cẩu được coi là loài động vật ăn thịt tham lam nhất ở trên cạn, có thể giết chết một con trâu rừng hay là voi rừng. Ngoài ra, khả năng chạy nhanh cũng cho phép linh cẩu truy đuổi được những kẻ săn mồi như là sư tử, báo để mà cướp lấy thịt. Và đây cũng là loài có dân cư đông nhất trên đồng cỏ, một đàn có thể lên đến tận 80 con. Vì thế, số lượng áp đảo như vậy, linh cẩu có thể tấn công những chú voi đơn độc lang thang một mình trên đồng cỏ liền. Và chúng cũng rất là thông minh khi chỉ tấn công voi rừng bị cô lập mà thôi nha mọi người, thấy chưa? Đấy, hơn nữa, linh cẩu cũng là bậc thầy ngụy trang rất tài giỏi, thường ẩn nấp sau những đám cỏ mà không hề có chú voi nào nhận ra luôn. Sau khi thấy con mồi lơ là, đàn linh cẩu sẽ hợp sức tấn công con voi liền, thi nhau mà nhảy bổ lên cắn xé. Với những bộ hàm mạnh mẽ kết hợp với tinh thần đồng đội như vậy, đàn linh cẩu có thể hạ gục chú voi rất dễ dàng. Tiếp theo, loại này nè, khiến các bạn bật ngửa luôn nha. Thứ 8, con voi khác. Vâng, các bạn không có nghe nhầm đâu nha, tôi cũng không có đọc nhầm đâu nha. Đối thủ lớn nhất là những chú voi chính là đồng loại của mình đó mọi người. Sao vậy ta? Bình thường á, gia đình voi rất là yêu thương nhau mà. Thế nhưng nha, anh em trong nhà thi thoảng cắn xé nhau là chuyện bình thường. Đôi khi những trận đánh diễn ra rất vui vẻ để đồng loại gắn kết với nhau hơn. Nhưng mà có những khi nha, con voi khác lại muốn thể hiện sự thống trị của mình, cho nên nó không ngần ngại chiến đấu với đồng loại luôn, thậm chí sẵn sàng hạ gục và giết chết. Quá ghê sợ đúng không? Tiếp theo nha, một loài vật tuy nhỏ thiệt nhưng mà cũng có thể chiến đấu với voi khủng khiếp lắm nha mọi người. Thứ 9, gấu. Mặc dù rất hiếm khi đụng mặt và có những cuộc chiến kinh hoàng, thế nhưng mà gấu và voi cũng là những đối thủ không đội trời chung. Gấu là một loài to lớn cực khủng, nặng từ 400 cho đến 700 kg. Mặc dù to lớn vật vã nhưng mà chúng rất là nhanh nhẹn với vận tốc lên đến 64 km/h. Loài gấu có các bướu to ở trên vai, tạo nên sức mạnh cho các chân trước, dễ dàng thực hiện những cú tát trời giáng đến nổ cả đom đóm mắt luôn. Một con voi có 2 cái ngà to khỏe, nhưng một con gấu lại có tới 42 chiếc răng, đủ mạnh để làm gì, cắn ngập cơ thể của con voi luôn. Đặc biệt nha, răng nanh và răng cửa của chúng dùng chủ yếu để mà săn cá và nhai thịt đó mọi người. Nếu như đối đầu với nhau, loài gấu sẽ có cơ hội chiến thắng hơn, vì á chúng có lợi thế về tốc độ, sự nhanh nhạy và sự sắc bén của hàm răng. Ghê chưa? Đây, con vật cuối cùng, một điều mà các bạn sẽ không thể nào ngờ tới được luôn.
đáng sợ nhất với loài voi nè. Comment cho tôi được biết. Đừng quên like, share và subscribe để không bỏ lỡ những thông tin nóng hổi và những điều thú vị nhất các bạn nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với video ngày hôm nay. Những bạn nào thích trải nghiệm, muốn khám phá thêm thật là nhiều điều thú vị và kỳ lạ từ Đông Tây Kim Cổ tới khắp các quốc gia trên thế giới thì hãy nhanh tay đăng ký, theo dõi kênh Nghiện Khám Phá của chúng mình ngay và luôn nhé. Có rất là nhiều điều mới mẻ đang chờ đợi các bạn đấy. Vô luôn nào!